Thảo Xuyên. Sơn ca mấy bữa nay đi đâu á mà tiểu đệ với anh ba kiếm Sơn ca quá trời quá đất luôn vậy? Nhớ không? Nhớ chứ. Nhớ không? Nhớ. Nhớ mình gặp nói vừa nghe coi. Vậy thì bây giờ mình gặp anh ba mình nhậu đi Sơn ca. Trời ơi, Sơn ca đâu có biết rượu ra mà nhậu. Làm tí xíu vô muốn te tua. Lại đây huynh đệ mà cái gì hả trời? Nói thì nói, đừng có chọc da chỉ mũi. Thì ra đệ đó chính là tiểu muội à? Dạ, đệ là con gái mà. Nếu là con gái thì huynh à, huynh xin ở lại. Không có đi đâu, thấy thương ghê ạ. Mấy anh ơi, đi đâu vậy? Sơn ca ơi, ơi tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc, sao Sơn ca đành vui vẻ bỏ đi? Nói vậy chứ có đi đâu, ở lại đi tới sáng mới về. Dạ, hãy ở lại đây chia nhau vài mâu chuyện, rồi sáng mai đây mũi ghé một con đường. Cho đến bao giờ?
Mày